Có cái ăn mừng chiến thắng này. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Pop Pro và chào cả chị em luôn. Nếu thích thích video của tôi, hãy ủng hộ tôi bằng một like và một đăng ký kênh nhé, để giúp cho kênh Pop Pro sớm đạt được 1,8 triệu người đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều. Comeback với Evowar. Cái video hôm trước tôi đăng ấy thì cũng đã đạt được một số view nhất định rồi. Nên là tôi cảm thấy là mọi người vẫn yêu quý cái con game này lắm. Hôm nay là quay trở lại tại vì là có nhiều cái thứ mà chúng ta khám phá. Nhưng mà có vẻ các bạn, theo tôi thấy nhá, thì level 37 đây này, hình như nó là cái level cuối cùng rồi hay sao ấy. Anh em để ý này, tất cả những cái level khác nhá, nó chỉ để một cái ô rất là bé thôi đấy. Nhưng mà đến cái level 37 này, Mega Evolution này, thì nó để full cả một ô rất là to. Nên là tôi đang có một cái suy nghĩ này, có phải là cái level 37 này chính là cái level cuối cùng hay không? Thì thôi, tôi hy vọng là không phải. Tôi vẫn muốn nó có thêm những cái level khác nữa. Đúng. Ok. Rồi, đây đây. Và có thêm cái hay là anh em mình có thể thay đổi cái vũ khí cho từng cấp độ một. Đây là những cái mới của nó này. Những cái này nó sẽ giúp cho chúng ta nó upgrade này. Cái này chỉ số nó càng cao nhá, nó sẽ cộng cho chúng ta là cái kích thước ấy. Và đây cũng là một cái lợi thế. Nếu như hai thằng bằng cấp độ nhau thì ông nào mà trang bị những cái này nó khỏe ấy, thì tôi nghĩ là sẽ có lợi thế để chém xa hơn. Tại vì là cái size nó to hơn mà, đúng không? Thì tôi đang có một cái sheet tôi đang có một cái icon sheet level 6 thì được cộng là 30% size. Tại vì là con game này tôi chơi cũng ít lắm, thế nên là đây là cái mạnh nhất mà tôi đang có. Nhưng mà quan trọng là hôm nay anh em mình cùng nhau mở hòm. Tôi đang có 36.000. Bây giờ tôi sẽ mua một hòm này. Ok. Tôi đang có 30 cái kim cương, tôi cũng sẽ mua một hòm này. Được chưa? Bây giờ thì anh em mình sẽ mở từ cái cùi nhất đến cái xịn nhất nhá, để xem là chúng ta sẽ có được những cái gì. Tôi đã có khá là nhiều rồi. À, được đấy. Nói thật là tôi chưa có được mấy cái đồ xịn lắm. Ok. Được đấy nhờ. Thế mở cái này xem nào. Cái này sẽ mở được x3 hộp quà. Ôi dồi ôi, toàn xanh lè. Được một cái Legendary với cả một cái Epic này anh em. Hết. Rồi ok. Ôi nắm đấm của One Punch Man. Ôi toàn màu xanh ạ. Ok mở hết rồi. Bây giờ tôi sẽ mở được cái dương vàng đây. Ui được 4 cái đấy, cái dương vàng được 4 cái. Ui dồi ôi, toàn màu xanh ạ. Còn 2 cái mở nốt. Ok, được một cái rare với cả, à đây, được một cái epic rồi, ngon. Nốt đây. Ui được 3 cái rare luôn. Ôi cái này đẹp nhờ, con này đẹp này. Rồi, đây tôi có một cái diamond chest đây, với cả một cái champion chest. Thì tôi sẽ mua thêm một cái diamond chest nữa để anh em mình mở 2 lần. Ôi, vai cật trưởng ạ. Xanh xanh lè luôn anh em ạ. Không thể tin được là mở đen như vậy. Ui, thôi cũng được, ít nhất thì lần này nó khá khẩm hơn lần trước. Rồi, mở cái champion này. Ui đấy. Skibidi Toilet. Ok, tôi đã mở được Skibidi Toilet. Legendary phải thế chứ. Và bây giờ là cái quan trọng nhất, cái weapon chest. Ủa hộp này. Ui được cái xanh lá. Cùi thế Pycalita. Được có mỗi kiếm xanh lá. Cùi vãi trưởng ra. Kiếm xanh lá. À đây. À tức là với mỗi một cái loại vũ khí khác nhau thì chúng ta chỉ có thể được trang bị lên một con nào đấy thôi. À tôi hiểu rồi. Lúc đầu tôi tưởng là cứ mở được cái vũ khí nào là anh em mình có thể thay đấy, thay cho bất kỳ con nào cũng được, nhưng không phải. Ok. Đây, cái kiếm này nó cũng đẹp hơn anh em ạ. Đây rồi, level 28 rồi, tôi không để anh em chờ lâu. Anh em mình sẽ đến Mốc phin với chúng tôi.
Ok, tôi sẽ không để các bạn chờ lâu và chúng ta sẽ đến với những cái cấp độ cao hơn. Bởi vì từ nãy giờ tôi chơi thua nhiều quá rồi. Nên tôi đang hơi cay anh em ạ. Nếu mà trong video này mà tôi có cay quá thì em thông cảm nhá. Ok, 29 29 Top 3 Warriors Phô mai con bò cười. Nhưng mà gặp tôi thì sẽ thành phô mai con bò ngu ngay. Ok, anh em mình level 30 ở đây. Ok, một mắt Gamer Fix. Gamer Fix. Chém nó còn không bị vỡ ra luôn anh em ạ. Ghê thật sự. Ok. Xạo lìn múc. À này, cái tên xạo lìn múc này tôi thấy nó cứ quen quen nha anh em. Thật sự luôn ấy. Hình như là trước đây khi mà lâu lâu anh em chơi cũng gặp bạn xạo lìn múc. Ôi trượt rồi. Chém kém đấy nhở. Dạo này kiểu cái cảm giác chém của tôi nó bị kém anh em ạ. À, Chan Ke. Cảm ơn bạn Chan Ke vì đã giúp cho tôi tăng kinh nghiệm nhá. Ui dồi ôi đấy, anh em thấy chưa? Thật sự luôn là cái dạo này là cái cảm giác về khoảng cách của tôi nó kém thực sự luôn ấy. Tôi chém rất hay bị hụt. Bảo sao mãi không lên được level 37. Ơi đấy, đấy. Ơ, lại là bạn Chan Ke kìa. Anh em mình top 2, top 1 là Sino Việt Nam anh em nhá. À dính dính. Ui giời đấy, anh em. Chút cái ui là gì? Mày chít quá. Ôi top 1 rồi. Top 1 rồi. Cơ hội đến rồi. Ui giời trượt. Đấy nghe thấy chưa? Cay thực sự luôn ạ. Mình căn kém vào. Ui giời trượt. Rồi không ra. Tôi vẫn kiểm soát được. Tôi vẫn control được. Cẩn thận. Có cái khiển trên kìa. Nhưng mà chắc là không ai dùng. Ok, không ai dùng thì để tôi làm tí khiên. Tao có khiên. Nope. Sợ thực sự ạ. Tí nữa thì bị nó chém vào mông rồi. Đấy, bạn Sino bạn này lên top 1 rồi. Mình xin. À, thằng top 3 là ăn 3 tô cơm kìa. Rồi, được rồi. Để xem lần này là mày ăn 3 tô cơm hay là cho ăn 3 tô cháo. Mày bướng. Ôi top 1 rồi, ngon, level 34, còn 1 phút nữa. Cố lên. Warriors này, nước tăng lực à. Level 35. Búp này. Lát đai này. Ok. Mọi thứ khá là suôn sẻ đấy chứ. Nhưng mà còn hơi ít thời gian đấy các bạn. Thằng nào đây, thằng này tên là 4 quả táo à. Vai cả trưởng ạ. Trong cái bàn mình đang chơi thì có thanh niên tên là 4 quả táo với cả thanh niên là 3 tô cơm. Buồn cười thực sự. À đấy, có mấy thằng mà tôi chém nữa còn không vỡ ra cơ anh em ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Cố lên. Vẫn đang tô 1 đây. DLL. Ok, DLL bạn nhá. Ok. À đây, thằng này to đây. Thằng này không đọc được tên là gì. Hà Gia Bảo. À, à tên hay thế nhở. Top 3 đấy. Top 3 server đấy. Ui trượt ấy. Rồi cảm ơn. Ba sáu còn 5 giây. Mày bướng đuổi này. Đuổi đi. Ok anh em mình có được 3 cái top là King, MVP, cả Elder. Giá như mà cho tôi thêm khoảng 30 giây nữa thì có thể anh em sẽ lên được đến level 37 đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy là chúng ta sắp làm được rồi. Rất là gần rồi. Thế nên tôi sẽ tiếp tục anh em nhé. Bao giờ lên được 37 thì thôi. Rồi ok nhá. Quá tang ba mận này để xem lần thứ 3 thì anh em mình có làm được không. Chẳng nhẽ là không làm được. Lần này tôi sẽ bắt đầu sớm hơn một tí. Tôi sẽ bắt đầu quay từ level 26, 25, 26 để cho anh em mình có nhiều cảm xúc hơn. Thật sự luôn, bắt đầu vào form rồi. Tôi chơi bắt đầu mượt lắm rồi. Thế nên là tôi nghĩ là anh em mình sẽ làm được. Mà kể cả không làm được thì tôi cũng phải cố gắng để làm được. Ok, 28. Khá là nhanh. Tôi cảm nhận nhá, là sau mỗi một ván chơi xong rồi tôi lại mở hòm ấy, tôi lại nâng cấp đồ, thì cái việc chơi của tôi nó dễ dàng hơn rất là nhiều anh em ạ. Đấy. Thế chứng tỏ là ngày trước không phải là do mình chơi quá là kém, mà là thực sự là những cái trang bị của mình ấy nó chưa được nâng cấp nhiều, thế nên là nó cùi quá, mình mới dễ bị đánh bại như thế. Đấy, trước khi mà tôi đã nâng cấp đủ đồ rồi anh em thấy không? Lúc nào vương miện cũng phải ở trên đầu. Đấy, level 30 luôn. Ok. Top 2 là Fantipo. Rồi, top 3 là No, top 4 là Rod. Ok nhá. Chưa gặp bạn nào trùng tên với mình nhỉ? Mọi khi tôi chơi là rất hay gặp các bạn đặt tên là Pop Pro đấy các kiểu.
nhưng mà hôm nay thì vẫn chưa gặp bạn nào cả. À đây, lại ông này đây, Hi Alamun. Tôi nghĩ là đây này, cái ông Alamun ấy chắc là một idol trong con game này. Đấy, thế nên là các bạn đặt tên theo cái bạn ấy rất là nhiều, toàn là Alamun này, chấm x rồi, hai rồi các thứ ấy, rồi fan Alamun ấy. Tôi thực sự thì không biết bạn ấy là ai, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là một cao thủ. Tôi đoán vậy. Mình xin. Thực sự luôn ấy, là sau khi mà tôi upgrade những cái món đồ mà nó bổ trợ cho mình ấy, chơi nó sướng hẳn luôn ấy, kiểu nó chém nó dễ dàng lắm. Tại vì ngày xưa tôi rất là cay, bởi vì là khi mà tôi chém những cái thằng mà nó bằng level mình ấy, toàn thua. Thế là tôi mới nghĩ là tôi chết rồi, mình bị lụt nghề rồi, mình chơi ngu quá. Nhưng mà sau này thì tôi phát hiện ra là có thể các bạn ý là có những cái món đồ bổ trợ nó cấp cao hơn tôi, thế nên là thực sự thì quả này là tôi chơi ngu thật. Ok, xin phép anh em cho tôi công nghệ va một tí nhá. Cái quả này là chắc chắn phải công nghệ va anh em ạ. Anh em xem đây này. Đây là cái pha tôi bị ông chiến thần 404 chém trong khi tôi level 34, còn ông ý chắc level 20 mấy, cách nhau một khoảng rất là dài. Vì thế vũ khí của ông ý phải ngắn hơn vũ khí của tôi cực nhiều. Anh em nhìn đây này, anh em nhìn pha chém nhá. Này, đồng ý là ông ý chém trước tôi chỉ một chút thôi, nhưng mà nhìn này, anh em thấy không? Đấy, hồi điêu này, đoạn này này. Đấy, anh em nhìn nhá, cái kiếm của ông chiến thần 404 với tôi còn cách nhau cả một đoạn dài ngoằng. Anh em nhìn thấy chưa? Cách nhau một đoạn cực dài. Đây này, từ đây đến đây này, chắc là nó phải rơi vào khoảng độ 10 km. Đấy, thế mà sau khi ông ấy chém xong, ok, này, tôi oảng. Và mạnh chứ còn gì nữa. Này, điêu chưa? Không phải là vấn đề là nó điêu. Kiếm của tôi nhá, ít ra kiếm của tôi chém phải chạm vào người, đúng không? Kể cả có chém sau đi, nhưng mà vấn đề là kiếm của ông chiến thần 404 này còn nó chưa chém trúng vào người tôi mà tôi đã chết rồi. Điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là với những cái mà bổ trợ ấy, mà nó cộng cho các bạn mà bao nhiêu phần trăm size, tức là bao nhiêu phần trăm kích thước của cơ thể đấy. Đấy, vấn đề nó là ở cái chỗ đấy cơ anh em ạ. Chứ còn ngày xưa khi mà chưa có cái những cái bổ trợ như thế nhá, tôi nói thật luôn là cái pha chém này làm sao mà ông chiến thần 404 có thể chém chết được tôi, có đúng không? Đấy, anh em nhìn đây này, va ngay, công nghệ va ngay, phải thế chứ. Đây là tôi minh oan cho tôi, là không phải là nhiều khi không phải là tôi chơi kém, mà là do những cái món đồ bổ trợ của các bạn này nó quá mạnh. Đây này, cách cả km mà tôi vẫn chết, điêu thực sự. Này, đấy, em thì vô lý không? Đấy, đấy, này, ui dồi ôi, kiếm còn cả đoạn dài ngoằng. Thế nên nhiều khi là thực sự là mới chơi ấy thì chịu thiệt khá là nhiều. Tôi xin phép kết thúc pha ở đây ạ. Không sao, không sao, không sao, không sao. Xin lỗi các bạn nhá. Vừa đấy là nó chỉ là một sơ suất thôi. Trên đường tới thành công thì ai chả có lúc vấp ngã, đúng không? Đúng, đúng. Quan trọng là mình ngã đâu thì mình đứng dậy rồi mình gấp đôi ở đấy. Thế là được. Ui giời trượt. Meikei D. Luffy. Bạn ơi, tên người ta là Monkey D. Luffy cơ mà, tại sao bạn lại đặt là Meikei? Hôm nay chưa gặp bạn nào tên buồn cười nhỉ? Mấy ông Việt Nam mình rất hay đặt tên buồn cười nhá. Nhưng mà dạo này thì tôi thấy các bạn đặt tên nó kiểu nó cứ đỉnh đỉnh ấy, không thấy đặt ông nào tên là buồn cười cả. À đây, cái ông top 5. Phải cả ông top 5 mà ông đặt tên thế đấy, bố ai mà dám đọc. Phải cả tên top 5. Xin phép là tôi sẽ phải làm mờ bạn tên top 5 nhá. Phải cả tên giật cả mình. À, cái ông này hen cái gì đấy? Hen cái gì đấy? Hả? Hả? Ôi trời ơi, cái thằng lít nhít này cũng đặt tên vớ vẩn này. Ui giời. Hai ông đuổi nhau rồi tự chém nhau luôn ạ. Được, thực sự. Ok, level 33. Xin chào bạn Sarah. F1. Ok, tôi là F0 đấy, đừng có đùa nhá. Bạn là F1 thì bạn chỉ có lây từ tôi thôi. Rồi, mình xin. Level 34. Mình xin, ok, cảm ơn bạn. À đây, pop pro. Đây, fan, cả fan rồi.
Thế anh em yên tâm luôn là riêng gặp fan thì tôi sẽ không chém fan của mình, trừ khi fan của tôi chém tôi trước. Đấy, thì tôi mới trả thù. Mình xin. Mình xin nhá. 35 rồi. 35 còn tận 2 phút cơ. 35 còn tận 2 phút. Tôi phải chắt chiu cơ hội. Đây, lại là Pop Pro đây. Bạn này là fan của tôi. Hy vọng là bạn ấy đừng lởn vởn cạnh tôi, chứ không thì bắt buộc là tôi phải chém. Tôi sẽ chơi rất là chậm rãi. Đấy. Mang tiếng fan của tôi mà lại ép tôi vào tường trong khi tôi đã không muốn chém rồi. Ai càng tôi chết rồi. Càng bình tĩnh. Dồn anh à. Ok, dồn tôi thì tôi sẽ chỉ đuổi một thằng thôi. Ok, nó có khiên. Chạy. Ok, tôi nghĩ là ok, may quá. Thoát đây các bạn. Quả vừa đấy căng kèo thực sự. Mỗi lần mà bị hai thằng dồn ấy là lúc đấy là tôi cứ bị loạn hết cả xì ngậu lên ấy, kiểu mình bị run ấy. Nhưng mà may lần này tôi thoát được. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã level 35 rồi. Và để xem ứng viên Pop Pro của chúng ta có thể đạt được danh hiệu level 37 và đứng top 1 toàn cõi server hay không, chúng ta cùng chờ xem diễn biến tiếp theo của trận đấu lần này. Vâng, Pop Pro vẫn đang di chuyển rất chậm rãi và quan sát các đối thủ xung quanh ở gần. Vâng, đó là một pha xử lý hớ hênh. Một pha xử lý hớ hênh của Pop Pro. Vâng, quay trở lại với đấu trường nào. Vâng, sau pha xử lý hớ hênh vừa rồi thì đó là một pha ra đòn tôi nghĩ là vô cùng chính xác. Bên cạnh, bên trái của chúng ta là đối thủ hai Alamun. Vâng, lại một pha ra đòn chính xác vào đối thủ chấm. Vâng, chúng ta đã bị lùa. Vâng, level 36 rồi. Còn 42 giây. Liệu có lan được không đây? Ui dồi ôi. Nào, chính xác lên nào, chắc chiêu lên nào. Ok, lại là một pha ra đòn chính xác nữa. Và chúng ta đã có được một nửa số kinh nghiệm cần để lên được đến level 37. Fan MU ngay bên... Ui, trượt rồi. Ngay bên trên chúng ta là Fan MU. Ok, còn 22 giây. Còn 20 giây, F1 Fan, ok. Có vẻ như Fan MU quyết định là săn chúng ta đến cùng. 37, còn 10 giây. Vâng, lần này mặc dù chúng ta không lên được top 1, nhưng chúng ta vẫn đã đạt được đến level 37. Nào, còn 5 giây cuối cùng và hãy cố gắng giữ level nào. Tuyệt vời, đây là một thành công mà tất cả chúng ta... Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng chiến thắng này. Và một lần nữa, chúng tôi xin được nổ một cái tràng pháo tay cực to để chúc mừng cho cái thành tựu của Pop Pro. Anh ấy đã cố gắng rất là nhiều, chết cũng rất nhiều và chơi cũng đã rất nhiều lần, nhưng mà không bỏ cuộc. Và tôi nghĩ là đó, hy vọng là nó sẽ truyền được một cái động lực nào đó cho mọi người. Cảm ơn vì đã theo dõi video này. Dù sao thì chúng ta cũng đã đạt được đến cái đích cuối cùng là level 37. Và lần này thì không chết như tập trước nữa. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video này cùng với tôi. Nếu thích con game Evil War này, hãy ủng hộ tôi bằng một like và một đăng ký kênh để giúp cho kênh Pop Pro sớm đạt được 1,8 triệu người đăng ký. Đa tạ anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng mà nếu mà đã theo dõi rồi thì nhớ là cả like với cả đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Thế còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.